Với sự thành công của Forerunner thế hệ mới tại Việt Nam, hãng xe Mỹ tiếp tục đưa về nước biến thể Stormtrack cao cấp, chỉ xếp dưới Raptor nhưng sẽ ở cửa trên so với Wildtrak. Điều này được thể hiện qua một loạt trang bị mới. Forerunner Stormtrack xuất hiện tại Việt Nam thời gian gần đây, cho thấy một loạt các nâng cấp phụ kiện chính hãng nhằm phục vụ các tay chơi xe bán tải địa hình, thường xuyên di chuyển xa và khám phá các cung đường lạ. Tối 14 tháng 3, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Forerunner Stormtrack đã được Ford Việt Nam giới thiệu tới đại lý cùng với Everest Platinum. Giá bán chính thức chưa công bố. Đại lý đang nhận cọc mẫu xe này với giá 1.059.000.000. Ford cho biết, xe mở bán từ tuần thứ 2 của tháng 4 theo hình thức đặt hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử sắp ra mắt của Ford. Forerunner Stormtrack có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng, xám, đen và bạc. Ngoại hình Forerunner Stormtrack có nhiều điểm hầm hố hơn hẳn bản Wildtrak. Phần đầu xe bổ sung các đèn trợ sáng trên thanh trang trí giúp cải thiện tầm nhìn trong điều kiện thời tiết xấu. Nắp capo gắn thêm dòng chữ Ranger. Lưới tản nhiệt thiết kế mới, cản trước hình chữ H đen bóng đi cùng đường viền đỏ tạo điểm nhấn. Forerunner Stormtrack trang bị bộ mâm kích thước 20 inch giống với thị trường Thái Lan. Điểm đặc biệt của Stormtrack là hệ thống giá đỡ có thể chịu tải trọng động 80kg và tải trọng tĩnh 250kg ở thùng hàng phía sau. Giá đỡ cho phép điều chỉnh linh hoạt chỉ bằng một tay. Nội thất Stormtrack bọc da với phối màu đen đỏ tương phản. Lưng ghế thêu chữ Stormtrack giúp tạo sự khác biệt so với bản Wildtrak. Forerunner Stormtrack sở hữu đầy đủ các công nghệ tiện nghi cao cấp nhất, bao gồm ghế chỉnh điện 8 hướng, cần số điện tử, màn hình điện tử sau vô lăng 12.4 inch, màn hình giải trí 12 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, sạc không dây, nhiều cổng USB, ổ cắm điện 230V. Dưới nắp capo là khối động cơ biturbo 2 lít cho công suất 210 mã lực và mô men xoắn 500 Nm đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về công nghệ an toàn, xe có đầy đủ tính năng thông minh như phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, ga tự động thông minh, cảnh báo trạch làn, duy trì giữ làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang. Với loạt trang bị phụ kiện bổ sung, chắc chắn giá bán của Forerunner Stormtrack sẽ nằm ở mức tiền tỷ, cao hơn phiên bản Wildtrak hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với giá chính hãng 986 triệu. Thank you.